Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Đây là chương trình Y tế Cộng đồng đến với quý vị mỗi chiều thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ. Và thưa quý vị, đây là một chương trình trực tiếp truyền hình nên quý vị có thể gọi vào số 714-893-3264. Tôi nhắc lại số 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến y tế, sức khỏe, bệnh trạng, thuốc men quý vị đang dùng. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phúc. Xin kính chào bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phúc. Xin chào bác sĩ Toàn và các khán giả của đài truyền hình. Kính thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phúc là một bác sĩ chuyên môn về gia đình, nội thương tổng quát như tôi. Bác sĩ Phúc hành nghề trong quận Cam bao nhiêu năm rồi ha? Ở quận Cam từ 2004. Vâng. Wow. Vâng. 2004 từ 20 năm rồi. Wow, mười mấy năm rồi. Mười trước đó nữa, bên học bên Chicago là một thời gian nữa chạy về đây. Và thưa quý vị thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào, chúng tôi thế như có một khán giả. Hello. Xin khán giả cho biết tuổi đâu và câu hỏi. Hello. Dạ, xin chào hai bác sĩ. Chào ông. Dạ. Ông cứ nói đi. Dạ. Tôi có đi bác sĩ gia đình, nhưng mà bác sĩ gia đình kêu chích cái loại sưng phổi đó bác sĩ. Prevna, mà hai loại 13 và 23. Dạ. Dạ 13 đó. Dạ. Dạ, nhưng mà đi CBS thì CBS nó đòi nó nói thuốc nó chích tới 200 mấy. Nhưng mà nếu mà đợi tới 65 tuổi á thì chích khỏi tiền, nhưng mà thêm vài tháng nữa mà có theo bác sĩ thì có thể đợi thêm vài tháng nữa được không ạ bác sĩ? Bác sĩ xin hỏi ông đã chích ông chích cái mũi cái thuốc phòng ngừa viêm phổi nào rồi? Dạ mới lần đầu tiên là tôi chỉ tức là chưa bao giờ chích thuốc nào hết phải không ạ? Dạ chưa có tới 65. Chưa tới 65. Vâng, tại vì nếu mà ông là Medicare thì thường thường nó cover. Mới ông chắc chưa, ông là CVS mà. Vâng. Mà ông chưa xong, ông bao nhiêu tuổi ông? Dạ, chưa xong lắm. Mới có 64 rồi, thêm vài tháng. Dạ, tháng 65. Dạ, 6 tháng nữa là 65 mà. Vâng, thì Medicare nó cover 65 tuổi. Cái này, bữa hổm có cái Medicare đó, đi đẳng thì nó chích, nó đòi tiền, nó 200 mấy. Chừng nào 65 tuổi thì chích khỏi tiền, nếu mà có Medicare đó thì chích khỏi tiền. Ông có trong cái tổ hợp nào không? Hay hiện bây giờ Medicare ông có trong tổ hợp nào không? Dạ cái đó dạ không biết đó chứ. Tại những người bệnh nhân họ Medicare nhưng mà dưới 65 tuổi mà họ có trong những cái tổ hợp, có nhiều tổ hợp cũng cover hết, tại vì nó không có hẳn là đợi 65 tuổi trở lên. Năm mấy 60 tuổi trở lên, hoặc là nếu bị tiểu đường, hoặc là bị yếu phổi hay yếu tim là có thể nhiều tổ hợp nó cho chích hết rồi. Nhưng mà dạ. Medicare không thôi thì trên 65 tuổi. Theo tôi nghĩ thì ông có nên trở lại bác sĩ gia đình của ông đó. Ông có thể ông xin bác sĩ gia đình của ông có thể họ xin được chích cho được không? Bác sĩ gia đình có thể xin tổ hợp chích cho ông được. Dạ vâng. Nhưng mà điều thật ra thì dạ có đi bác sĩ gia đình hỏi, nhưng mà cổ nói tùy, nếu mà muốn chích bây giờ cũng được, hay là đợi tới 65 tuổi chích, cái đó tùy mình. Mà theo bác sĩ thì chích mình đợi thêm 6 tháng thì chích được không bác sĩ? Nó cái đó không có khẩn cấp gì ông ơi, nó là phòng ngừa thôi. Cái đó là như Medicare họ cover đó thì 65 tuổi trở lên đó nó cho chích một mũi. Hồi xưa đó thì họ Medicare đó nó là thường là cái pneumococcal vaccine 23 thì là cái stand là cái chính. And then gần đây sau một thời gian cái họ khuyến khích chích thêm cả cái loại 13 là Prevna, nhưng mà bây giờ nó lại thay đổi cái recommendation là PSPSTF, nó bảo giờ là chỉ cần cái 23 mà cái Prevna nó lại không có thúc đẩy chích thêm cái đó nữa. Vâng. Thì tuy nhiên để trả lời câu hỏi của ông, tôi đồng ý bác sĩ Phúc là cái này không có gấp. Nếu mà ông muốn chờ thì cũng mấy tháng để mới chích cũng chẳng sao phải không sĩ Phúc? Vâng, không sao, nhưng mà nếu mà trường hợp mà có bệnh nhiều thứ bệnh thì maybe có thể nói với bác sĩ gia đình lại, tại vì nó là cái exception. Tại nếu họ những người bị yếu tim, yếu phổi, bị tiểu đường nặng thì những người nên tham khảo bác sĩ gia đình lại xem. Bác sĩ gia đình có thể xin được. Dạ vâng. Cho ông được. Tại nãy có đi hỏi mà cô làm ở trong bác sĩ đó, hỏi con rồi chứ tôi có bệnh gì không, thì cổ nói không, cái này chỉ là chích ngừa thôi. Dạ. Yeah. Cái chích ngừa thì đợi được hả bác sĩ? Dạ. Yeah. Nếu mà như bác sĩ vừa nói đó, nếu mà ông không có bệnh nặng, ví dụ như ông đang bệnh suy tim hay là phổi yếu hay gì đó, thì
thì chờ được không sao hết. Vâng. Giờ 6 tháng cũng không sao nhé. Trừ trường hợp nếu ông đang bị dạ, bác sĩ nói là bác sĩ. Ý tôi muốn nói là nếu mà ông bị những cái bệnh tôi vừa bác sĩ Phúc mới nói đó là suy tim, suy phổi, yếu thận này kia, bị nhiều bệnh quá thì có thể xin bác sĩ gia đình chích sớm được. Nhưng mà nếu mà không có những cái bệnh nặng như vậy thì không chắc cũng chờ được, chẳng sao. Dạ, yeah. Hình như cái chữ này là cái chữ để tôi đánh dần cho bác sĩ nha. Chữ P, chữ A, chữ I, chữ V. Rồi hình như cái này giống như giờ chữ N, E, A, 13 đó. Đúng rồi. Cái đó là Prevna 13 đó, đúng rồi đó. Vâng. Chích ngừa sinh phổi. Vậy thì mình đợi trong vài tháng không sao đâu bác sĩ. Dạ, yeah, được. Ok. Dạ. Yeah. Dạ, bây giờ cảm ơn hai bác sĩ nhiều ạ. Cảm ơn ông. Wow, câu hỏi rất là interesting. À, thật ra thì cái con số tuổi nó chỉ là một cái không có phải là golden standard. Có thể sớm muộn vài tháng, mà nếu vấn đề mà prevention chắc là chẳng sao. Nhưng mà đó là những người trong bệnh nhân tổ hợp thì nó lại dễ dàng hơn, nó tóm dễ dàng hơn. À, nhưng mà theo đúng cái guideline của Medicare thì cover 65 tuổi trở lên, nó rất là khắt khe. Và cũng hồi xưa có một thời gian một vài năm trước tự nhiên loan báo rồi nó đến ok đã chích 23 thì giờ nên chích cái Prevna 13 luôn, rồi thì bây giờ nó lại thay đổi, không hiểu lý do tại sao, nhưng mà nó nói là cái không có khuyến khích nhiều như trên đường dây. Tôi khán giả ok khi khán giả gọi lại đây nhá, hình như nãy cái đường dây nó hơi có trục trặc kỹ thuật tí. Trên đường dây xin khán giả cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Alo. Dạ, thưa ông nói đi. Dạ. Dạ, để tắt XV ạ. Vâng. Alo. Dạ, ông cứ nói. Dạ. Dạ, tôi có cái câu hỏi nè. Một ngày tôi uống 2 viên thuốc áp huyết á. Cái viên ngày buổi sáng thì tôi uống viên Amoxicillin 2.5. Buổi tối này là tôi uống cái viên Atenolol 50 mg. Mà hồi sáng này tôi quên uống cái viên kia vậy. Bây giờ nên uống 2 viên hay uống 1 viên được không ạ? Buổi sáng Amlodipine 2.5 phải không? Buổi sáng Amlodipine 2.5. Buổi chiều thì uống Metoprolol không? Atenolol bao nhiêu, 15, 50 hay là 25? Dạ, 50. Thì bây giờ tôi mới quên buổi sáng. Anh thấy nói loại cái kia tôi cần uống thêm không? Qua luôn hả? No, không sao. Nếu mà ông quên buổi sáng thì buổi tối cứ tiếp tục uống, ok. Xong ngày mai theo cái cycle trở lại. Nhưng mà đừng. Vâng. Cái này uống viên giống bình thường thôi à. Lâu lâu bị như vậy không có problem không? Chỉ có đừng có thành cái thói quen như là cũng mọi thuốc. Hỏi thêm cái này nè. Khoan, bây giờ này tôi muốn hỏi ông này, đi hỏi lại bác sĩ Phúc. Bây giờ chẳng hạn buổi sáng ông suppose ông phải uống cái 2.5 amlodipine, buổi chiều phải uống cái Atenolol 25 không? Vâng. Rồi bây giờ sáng ông quên, bây giờ ông hỏi là hai chiều nay uống cả hai viên một lúc được không? Được chứ. Được chứ. Vâng. Chỉ có là tránh đừng có uống thuốc kiểu mà cũng loại đó, ngày hôm nay uống buổi sáng, ngày mai uống buổi tối, xong cứ đi qua đi lại như vậy. Thì tránh. Bây giờ để cho nó rõ ràng là theo bác sĩ Phúc nói là buổi sáng ông quên, buổi tối có thể uống 2 viên một lúc được. 2 viên một lúc, và sáng ngày mai bắt đầu phải uống. Uống gì không cảm thấy. Uống cả lúc 2 viên được, và sáng mai lại phải trở lại uống cái Amlodipine 2.5 buổi sáng nha ông. Ý bác sĩ bây giờ muốn uống viên không uống được không ạ? Nếu ông nó tóm tắt cái Amlodipine uống viên 2.5 thì cái lượng nó cũng nhỏ không lắm. Sao? Thành ra nếu mà ông skip một lần cũng ok, tại vì cái thuốc nó nằm trong cơ thể. Chẳng hạn nếu mà ông ngừng thuốc nó không phải, có nhiều người họ nghĩ ngừng ngày hôm nay là ngày mai nó hết thuốc trong cơ thể. Nó không đúng như vậy. Yeah. Phải đợi cho khoảng 4-5 ngày nó mới clear hết. Hỏi thêm câu hỏi này thôi à. Được, ông nói đi. Được, ông nói đi. Dạ, tôi sáng này tôi đi làm cái hồi trước có nói bác sĩ tổn cách đây 3-4 năm rồi tôi bị cái laser đó. Thì bây giờ mà sáng thì tôi làm endoscopy á, thì ông bác sĩ biết là mình nói là nó hết rồi, bây giờ nó có cái nó kêu có là two small area of erythema, là cái đó là cái gì vậy? Erythema nó hơi sưng á. Ông ngày xưa ông nói với tôi là ông bị vừa ung thư bọng đái phải không? Dạ bị bọng đái hồi trước mới nói bác sĩ đầu tiên là bị 3-4 cm nữa sao thời gian chữa bây giờ nó cứ cái giai đoạn một rồi nó không nó hết rồi bây giờ đang chữa cái chemo therapy inside the bladder đó. Dạ. Một tháng là một mũi á. Dạ. Thì thấy nó kết quả, nhưng mà kỳ này 3 tháng thử cái therapy lần thì cái này ông ấy mấy lần trước thì nó êm mới dễ, lần này nói là có
nó có tu Hashmon, Aria, Erythema, là không biết nó là cái gì. Erythema là hơi viêm đó, nó hơi đỏ đỏ lên, nó sưng, nó sưng vào một xíu. Vâng, cái đúng đó. Thì ông, vâng. Ông nói có thể là do cái thuốc đó, cái thuốc mà đang chữa đó. Nhưng mà ông đang lấy nước tiểu để ông thử cái báo xi á, thì ông nói có thể là thử báo xi có thể tìm cái cell của cái cancer đó. Yeah. Nếu mà nó có thì ông sẽ làm bác sĩ lại lần nữa, nếu không có thì cứ tiếp tục chữa bà tảng như là phải, không bác sĩ? Dạ, yeah. Thế này thì để cho ông hiểu rõ là khi người ta làm cystoscopy, người ta soi vô thì ta mới thấy thôi. Ta thấy nó có cái chấm đỏ đó, nó nghĩa là cái erythema là cái chấm đỏ nơi sưng, nó viêm. Thì người ta biopsy, cái kết quả phải nhờ cái biopsy coi nó phải ung thư hay không. Thế bây giờ mà... Vâng. Dạ, cái đó thì ông thay vì ông ấy thì ông lấy nước tiểu thử cái đó. Cytology chắc hả? Vâng, thì tùy ông á, thì tôi nghĩ là cái chấm đỏ đó thì thường thường á là phải muốn biết chắc cái đó nó phải là tế bào ung thư hay không, là phải biopsy, tức là phải sinh tiết mới biết được, khoảng 10 phút. Vâng, tại vì này, tức là tông là ông làm cái cystoscopy nhưng mà họ thấy cái đốm đỏ nhưng mà họ không có biopsy cái đó hay sao? Dạ, cái ông nói là bây giờ cứ ông đề nghị thì biopsy, nhưng mà ông nói là thôi cứ để thử nước tiểu đi, tức là ông lấy trong nước tiểu trong lúc biopsy thì ông lấy ông thử, nếu mà có tế bào cell của cái cancer thì ông sẽ biopsy. Ok. Bây giờ mình tiếp tục nói chuyện. Bây giờ chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn, dành phần quảng cáo những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Tuy nhiên ông muốn nói chuyện off air thì tôi tiếp tục nói chuyện off air nha. Bây giờ mình ngừng đây.